Đây, dẫn anh em đi coi chùm chùm bầu nha, chùm đẻ. Đây một ổ nè, hai cái một đực. Đây một ổ đang chuẩn bị đẻ nè, ngày 28/10. Đây ổ hai đực một cái đẻ rồi nha. Đây là lòng A3 nha. Đây một đực một cái ngày 20/10, 20/12. Em này đang có bầu nè. Đẻ rồi. Đây nhìn từ mẹ, lông sáng, màu sáng rất là đẹp. Đây một ổ này, hai cái một đực nè. Ở đây ba cái một đực nè. Đây là đang chuẩn bị đẻ nè anh em. Tới ngày mà chưa đẻ nè. Nhìn tới ngày. Đây là đẻ rồi nè, ba đực một cái. Anh em nhìn mặt cho mẹ nè, màu lông mặt sáng. Đây, em này đang có bầu nha. Em này là con được con cái là cái gừng nha, đang có bầu. Đây dài vô chổng nữa thì chồng bầu mình có nhiều lắm, chồng baby chồng con nhiều lắm. Chồng baby lúc nào mình cũng có, là hàng sinh sản nha anh em. Như em này nè, thấy không, một cái một đực, mình ghi rõ ràng là con chồng mẹ là con chồng gừng nè đó. Anh em nhìn chồng ha, bắt ra ngoài mới thấy nó bự thôi chứ ra trong lòng thì cái ô này, ô bề ngang của em nó tới 5 tấc mà vô nó tới 7 tấc rồi. Anh em có mua chồng thì cứ liên hệ cho mình số 08 4848 5252 dập linh nha, mình gọi tư vấn trực tiếp, mình sẽ không trả lời tin nhắn nha anh em. Anh em có quan tâm thì cứ gọi cho mình. Chồng thì của mình thì sinh sản mỗi ngày đều có chồng sinh sản, nói chung là hàng sinh sản lúc nào mình cũng có. Anh em đến mua là hàng nào mình cũng có giao cho anh em hết, tất cả là đều sinh sản tại chạy ra nha, không phải chồng chỗ khác bắt về. Rồi anh em cũng quan tâm thì cứ liên hệ số 08 4848 5252 gặp trực tiếp Linh nha, ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.